Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, 2023. Chúc em Thái cần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô cần tay carbon nhé. Thì lô này chủ yếu là cần dài nha anh em. Thì anh em nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866700856 hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Sau đây em sẽ vô chi tiết từng cây cho anh em nắm giá và tham khảo. Thì phí ship mỗi đơn hàng là 40.000 trên một đơn nhé. Còn 3 cây rút mini đầu tiên là phí ship 30.000 nhé. Còn những cây dài là phí ship 40.000. Anh em nào thiện chí chuyển khoản thì em sẽ bao ship nhé. Có 3 cây đầu tiên là mã cần rút mini nhé. Cần rút gọn. Cần này là cần Senko nội địa Nhật tem vàng. Cần này là dài 5m3 nhé, đọt 0.6 ly, nặng là 183g, thu gọn vào 94cm, gọi là thân độ action của thân đó, thì thân nó thẳng, action thân nó tầm 3-4H nhé, thì anh em câu suối, câu rô, giếc, chép, ok nhé. Đấy, giá con này là 600.000. Cái đọt thì tất nhiên cái đọt 0.6 thì đọt nó mềm rồi, nó tầm 1-2H thôi, nhưng mà cái thân nó cứng nhé, thân nó cứng thẳng. Nói chung là nó nhiều lóng nên thì em lười tút ra từng lóng, em tút ra cho anh em xem sơ thôi nhé. Đó. Carbon là carbon xoắn, thì cũng có một số vết xước dăm nhỏ, không đáng kể. Đó. Thôi thì ok. Mã này là mã T1 nhé, mã T1. Đây, phối carbon. Là 600 nhé. Để anh em bỏ cốp xe đi. Rồi, tiếp tới một con cần 5m4 nhé, 5m4. Con này là đọt 0.8, đọt 0.8, nặng là 195g, thu gọn vào 54cm, đọt nó 2H nhưng mà thân nó thẳng cứng 5H, action thân, cái độ action thân nó tầm 4-5H, giá con này là 700.000 nhé. Con này thì còn mới đẹp nhé, carbon xoắn. Mã này mã T2 nhé, mã T2 giá là 700.000. Rồi, tiếp tới còn mã T3 nhé. Còn này còn T3 nhé, con này 5m4. Con này của Hàn Quốc. Con này còn mới tinh. 5m4, đọt 0.8 ly, cân nặng là 190g, thu gọn vào 39cm, con này rất là ngắn nhé, có 39cm này. Đọt thì nó 2H, thân nó thẳng cứng 5H nhé, action thân nó 5H, 4-5H, giá là 700.000 mã T3 nhé. Con này còn mới đẹp.
chung là cái này phù hợp cho anh em đi du lịch bỏ túi nhá, bỏ túi sách hoặc là bỏ cốp xe đi câu chép rô giếc. Carbon xoắn. Đấy. Chung là anh em lưu ý khi mà anh em tút ra tút vào á, thì tút theo thứ tự nhé, tút ra theo thứ tự và bỏ vào cũng theo thứ tự từ gốc xuống lên ngọn nhé, cho anh em bỏ ngọn xuống trước là nó sẽ đâm vô lóng khác. Đấy, nó sẽ đâm vô lóng khác thì nó một là xước, hai là sẽ bị tét lóng. Con này là mã T3 nhé, mã T3 này giá 700.000. T4 là một con cần đai qua, con này 7m2 nhé. Đấy. Này 7m2. Con này thì hình thức bên ngoài nó hơi cũ nhưng mà phôi còn nguyên vẹn nhé, không có chảy vô phạm vô phôi gì hết đâu. Con này 7m2 này. Đọt của nó là 1.4 nhé, đo thực tế là 1.4 nhé. Cân nặng của nó là 315g. Thu gọn vào 128cm nhé. Độ cứng của nó tầm 4.5H 5H á. Giá con này là 1 triệu nhé. Mã này mã T4 thì em vẫn sẽ gửi hộp cho anh em luôn nhé. Nói chung là cái sơn nó hơi cũ thôi, còn phôi là còn nguyên nhé, phôi nguyên bản 100% á. Con xoắn. Mã T4 nhé. Mã T5 là một con cần của Suzumi, hàng vượt cứng nhé, 7m2 vượt cứng, tem vàng nội địa Nhật, con này mới tinh. Con này mã là T5, 7m2, đọt nó 2 ly nhé, nặng là 340g, thu gọn vào 130cm nhé, nó cứng 7H, giá là 1.800.000 nhé, mã T5. Hàng là hàng vượt cứng nhé, 7m2, tem vàng nội địa Nhật. Ở đầu lóng nó sẽ có một cái lớp gọi là lớp bó chống nổ lóng ở đầu lóng này này. Nhìn thấy không? Anh em nhìn cũng không rõ lắm. Ở bên ngoài thì nhìn thấy đó, nó sẽ cộm lên một đoạn đây này. Nó là hàng nguyên bản, nó làm dày ở đầu lóng, đầu mép lóng để chống nổ lóng. Những cái hàng vượt cứng này sẽ làm các đầu lóng nó đều làm dày lên vậy. Sợi phôi trong nó rất là bóng, nó giống như gọi là sợi chỉ á, cần phải mới nhé. Có đoạn ở đầu lóng nó đều bó thêm một lớp carbon dày lên bên trên. Cần này cho anh em đánh săn hàng hoặc là anh em đánh biển cũng ok nhé. Có cái chỗ này nó chóc ít sơn nó mờ ít sơn bạc đấy nhé, kiểu tút ra tút vào ấy. Chứ cần này còn mới lắm, mới tinh, nhưng mà sao cái chỗ này nó bị sờn ít sơn đấy thôi nhé, không phải là bị
không phải là bị chầy đâu nhé, đây là sơn, ít sơn có tí đó thôi, còn lại mới tinh. Rồi tiếp tới con mã T6 nhé. T6 này là một con cần cần Ryobi à, Olympic gì nữa. Con này dài 8m1, đọt là 1 ly 3, nặng là 258g, thu gọn vào 126cm, nó cứng cỡ 4-5H nhé. Giá là 1.600.000 mã T6 nhé, mã T6. Con này thì thân thẳng, nó chỉ khi anh em rũ nó chỉ nhún 3-2-3 lóng ngọn thôi, thì cái action chỗ lóng ngọn nó tầm 4 H rưỡi, còn thân thì nó thẳng tầm 5H á, action thân đó. Cho nên là anh em phù hợp anh em đánh chép hoặc là đánh cá sặt ok nhé. Đấy, hoặc anh em đánh suối, đánh gành cũng được. Nói chung là cái này thì nó thiên về cảm giác hơn là bạo lực nha anh em, thiên về cảm giác hơn. Được cái phôi mới đẹp, nó mới tầm 95-99% đó. Đấy. 4 lóng gốc thì nó là carbon 2 da nhé. Đấy. Carbon xoắn gân lên thêm một da nữa. Còn 4 lóng ngọn thì nó cũng là xoắn gân, xoắn nhưng mà nó không gân mấy. Nó cũng có là xoắn nhưng mà nó không gân bằng cái 4 lóng gốc. Nhưng mà cái này là nguyên bản 100% nhé, mới tinh. Đó. Đây. Rồi tiếp tới mã T7 nhé. Mã T7 là một con cần Daiwa. Đấy. Túi nút thì hộp đầy đủ nhá. Đấy. Còn nguyên bản. Con này là 8m1. Em đọc thông số nhá, nó hơi lóa. 8m1, cân nặng của nó là 365g. Đấy. Thu gọn 133cm. Đấy. Đọt của nó là đọt của nó 1 ly 4, nhưng mà đo thực tế thì nó tầm 1 ly 5 á. Gốc của nó 28 7 lóng. Con này thì sản xuất tại Nhật nhá. Độ cứng action, độ cứng của nó tầm khoảng 5H, 5H rưỡi nhá, thân nó thẳng á. Giá con này 1.900.000 mã T7 nhá. Con này dòng carbon wicker 2 da nhá. Con này cũng còn khá là mới, mới đẹp. 8m1, carbon 2 da. Đợt này là đợt zin nhá, đợt zin của nó có ránh ABS của nó. Cái lóng thứ hai từ ngọn hà thứ hai thứ ba này có đôi chỗ nó bị lấm tấm mấy cái hạt bọt khí ở sơn bóng này, không ảnh hưởng gì đâu. Để em báo ký cho anh em như vậy thôi, nhưng mà lấm tấm đôi hột này. Bởi vì nó hột nó cứ sơn bóng. Đó, carbon 2 da nó, những cái dòng này thường nó bị vậy. Đấy, và cái dây buộc đầu cần của nó bị thay nhá. Cái dây cũ của nó đang còn cắt, nó còn vết này. Không phải bị gãy mà nó hạ đâu nhá, còn cái vết cũ này em còn để nguyên. Đây là bên kia nó thay cái đầu của nó là đầu xoay 360 độ. Còn nguyên bản của nó là dây buộc thôi. Đấy, dây buộc chứ không có cái đầu xoay này đâu. Cái này là nó thay vào á.
Mã này mã T7 nhé, đáy hoa T7 giá là 1.900.000. Tiếp 8, tiếp tới còn mã T8 nhé. T8 này là một con dòng bạo lực cho anh em đánh săn hàng. Còn Apollo nhé. Apollo. Dòng Apollo này thì em bán nhiều. Con này 8m1, đọt là 1.8 nhé. Con này khá là nặng, 603g. Cho anh em đánh săn hàng, đánh cá lớn, đánh biển nhé. Thu gọn vào 134cm, cứng cỡ 6-7H nhé. Giá là 1.700.000, mã T8. Con này mã T8 nhé, giá là 1.700.000, cho anh em đánh săn hàng. Đấy. Tình trạng cũng còn khá là ok nhé. Cũng có lấm tấm đôi vết xước răng, không đáng kể. Quan trọng là nó không phạm một phôi. Còn nguyên bản. Đây. Đây, cho anh em đánh bạo lực. Rồi, tiếp tới là một con cần dài 8m1 nhé. Con này là của Fujimoto nhé. Con này của Fujimoto. Cái dòng này sau nó sẽ bán cho thằng Nissin. Đấy, sau nó bán cho thằng Nissin. Nissin lại bán cho thằng Shimano. Nói chung là cá lớn nuốt cá bé nữa. Con này dài 8m1 nhá, 8 lóng, nặng là 540g, khá là nặng, phôi dày nhá, anh em đánh săn hàng. Thu gọn vào 126cm. Cái này nó đọt là 1.7, độ cứng action của nó là 6-7H nhé. Đấy, anh em săn hàng nhé. Giá là 1.800.000, mã T9 nhé. Túi hộp đầy đủ nhé, nút cũng đầy đủ luôn. Đó. M1 nhé, các con xoắn xanh ngọc. Đấy. Dòng này khô dày, anh em đánh săn hàng. Còn mới nó cũng phải được tầm 95%. Cũng có đôi vết xước nhẹ nhẹ. Mới nhé. Cái này do anh em đánh săn hàng nhé. Tiếp tới mà con cần NFT nhé. NFT thằng này Ola Plus nhá, carbon 2 da. Đây. Cho nó là chiều dài là 9m này. 8 lóng nhá. Cân nặng của nó là đọt của nó 1.4, nặng là 330g nhá. Gốc là 27. Thu gọn vào 33cm. Con này sản xuất tại Nhật 100% là carbon nhá. Nên là khá là nhẹ. Giá mới của nó 58.000 yên, cũng khá là nhiều tiền, tầm 11-12 triệu. Cứng action của nó tầm 5H nhé, giá là 1.800.000 nhé. Đấy, giá mới của nó này, giá em bán là 1.800.000 đã qua sử dụng. Mã này mã T10 nhé, em sẽ cố gắng gửi hộp cho anh em luôn nhé. Trong hộp thì nó có túi jean của nó nhé, túi nhung jean của nó đó. Đó. Đây, cần đó. 9m NFT.
hàng hàng trung bình cứng thôi nhé, tầm 5H. Anh em đánh cảm giác. Chép đánh sạch, chép rô giấc hoặc là chấm. Chấm gọi là chấm chấm vừa vừa, dăm dăm cân, dăm 7 cân đổ lại, anh em bo vừa vừa được. Đánh cá lớn quá thì cái này nó bo nó lâu lắm. Đánh bo được nhưng mà nó lâu, nó không có lên nhanh bằng những cái cần săn hàng mà giống như NFT hay là của thằng Apollo được. Bởi vì dòng này nó thiên về cảm giác. Đấy. Thì 9m mà nặng có 330g thì anh em biết rồi. Phôi nó khá là mỏng và nhẹ. Carbon được cái nó là carbon 2 da đấy, mà 100% là carbon, nó không pha thêm hàm lượng khác để làm nhẹ cần. À, tiếp tới là một con cần Daiwa nhé, dòng Daiwa Tournament. Con này là dài 9m, zoom 8m nhé, 8m zoom 9m, đọt là 1.7 ly, nặng là 280g. Thu gọn vào 135 cm, cứng 5H, giá là 1.600.000 nhé, mã T11. Con này thì nó có sức dăm, ngoại hình nó cũng không được đẹp lắm, nói chung là nhìn được không đẹp lắm. Đấy, 9m zoom 8m này. Đó. Đấy, bu xoay 360 độ. Tới con T12 nhé. Con này dài mà cứng này, 9m mà hàng vượt cứng rất là hiếm nhé. Dòng 9m mà hàng vượt cứng là rất là hiếm. Của dòng thằng Nissin nhé, Nissin hàng nội địa Nhật. 9m đọt nó 2 ly, nặng là 423g. Phôi cũng khá dày, 423g. Nhằm đánh cá lớn được, săn hàng cũng tốt đó. Thu gọn vào 137 cm nhé. Action của nó tầm 6H, bởi vì nó dài, nếu mà nó ngắn thì nó còn cứng hơn nữa. 9m mà vượt cứng thì cũng là hiếm rồi nhé. Đấy, chủ yếu là bán cái độ hiếm của nó. Giá con này là 2 triệu nhé, mã T12. 8m vượt cứng thì nhiều, nhưng mà 9m vượt cứng là rất là ít. Mà là thương hiệu Nissin, hàng nội địa Nhật nữa, càng ít hơn nữa. Đó. Đó, ngoại hình cũng còn mới đẹp. Tiếp tới còn mã T13 nhé. Con này là T12. Con Nissin 9m giá 2 triệu T12 nhé. Con này tên T13, cũng là một dòng của Nissin. Con này thì nó có một cây hạ lóng nhé. Hạ lóng này xuống 8m, 9m xuống 8m. Đọt của nó là 1.3 ly, nặng là 342g. Thu gọn vào 134 cm nhé, cứng cỡ 4-5H. Nói chung là cái thân của nó thẳng á, nhưng mà 2-3 cái đọt ở trên thì nó nhún, nó tầm 4-4H rưỡi 4H thôi.
Còn cái thân của nó sẽ cứng thẳng nhé, anh em yên tâm, cái thân của nó là ok. Nó sẽ võng mấy cái lóng ở ngọn đó, nhưng mà cái đó cũng không quan trọng lắm đâu. Anh em đánh lỡ lỡ vừa vừa thì ok nhé. Còn anh em mà săn hàng thì nên mua những cái dòng mà cứng 6H trở lên và chuyên săn hàng thì ok, giống như của cái mã T12 chẳng hạn đó. Em sẽ nói rõ cho anh em như vậy nhé. Cái này thì độ cứng nó tương đối trung bình cứng thôi, cho nên là em cũng bán giá cũng hợp lý anh em, giá 1,6 triệu nhé. Con này giá 1,6 triệu. Má này mã T13 nhé, có một hạ lóng xuống 8m. Ví dụ như anh em mà đánh 8m ấy, thì nó sẽ cứng hơn là 9m nhé, bởi vì càng dài nó sẽ càng võng. Cần cũng còn tương đối là đẹp, hạ lóng nhé. Đó. Carbon xoắn nhé. Đó. Bác nào đặt cái nào thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856 nhé, hoặc là nhắn qua Zalo theo số đó cho anh em. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.